Con người chúng ta luôn tò mò về sự tồn tại của chính mình và thế giới xung quanh. Khi khám phá được nhiều điều hơn về vũ trụ, con người cảm thấy có một nhu cầu thôi thúc để đi tìm kiếm đáp án cho câu hỏi: phải chăng chúng ta là giống loài duy nhất trong vũ trụ này? Và chính nó đã lôi cuốn hàng ngàn nhà khoa học quyết tâm săn lùng bằng được sự sống ngoài hành tinh. Cuộc điều trần đầu tiên về UFO của Lầu Năm Góc trước Quốc hội Mỹ đã gây sự chú ý của đông đảo dư luận. Đây là lần đầu tiên sau gần 60 năm, một chủ đề gây nhiều tranh cãi được đem ra điều trần công khai. Động thái này cũng làm dấy lên nhiều tranh luận của những người yêu khoa học. Vấn đề nhức nhối nhất là vì sao nhân loại chưa bao giờ ghi nhận sự xuất hiện của người ngoài hành tinh trên trái đất. Dù vũ trụ mênh mông này ước tính có tới hàng trăm tỷ thiên hà, các chuyên gia nghiên cứu sinh học vũ trụ đã đưa ra lời giải thích cho vấn đề này. Liên quan đến một vấn đề sống còn của mọi nền văn minh hay dạng sống trong vũ trụ, đó là năng lượng. Theo giả thuyết của họ, khi những nền văn minh với trình độ du hành không gian phát triển về quy mô và công nghệ, tới một lúc nào đó, họ sẽ gặp phải một khủng hoảng lớn khi các cải tiến khoa học không thể bắt kịp nhu cầu ngày càng tăng cao về năng lượng. Hệ quả tiếp theo chính là sự sụp đổ. Con đường duy nhất để tránh khỏi số phận bi thảm đó là từ chối một mô hình tăng trưởng bất chấp nhằm duy trì cân bằng. Lập luận này được đưa ra như một lời giải dành cho nghịch lý Fermi, một lý thuyết vốn rất nổi tiếng trong sinh học vũ trụ và khoa học viễn tưởng, được đặt tên từ những ý tưởng nghiền ngẫm của nhà vật lý đoạt giải Nobel Enrico Fermi. Nghịch lý này chỉ ra rằng có sự mâu thuẫn giữa độ tuổi và quy mô khủng khiếp của vũ trụ với sự thiếu vắng các bằng chứng về sự tồn tại của sự sống ngoài trái đất. Ông đã đặt ra câu hỏi: vậy tất cả mọi người đi đâu rồi? Theo Michael Gong, nhà sinh học vũ trụ đến từ Viện Công nghệ California, các nền văn minh đã chọn mô hình cân bằng nội môi giữa sự phát triển và nhu cầu năng lượng, hoặc đã sụp đổ vì kiệt quệ. Cả hai giả thuyết đều củng cố cho sự thiếu vắng của các quan sát về một nền văn minh tầm cỡ thiên hà. Kết luận này được đưa ra từ việc nghiên cứu các mô hình siêu tăng trưởng của nhiều thành phố. Họ gợi ý rằng khi các thành phố đạt mức tăng trưởng ở cấp số mũ về tiêu thụ năng lượng khi dân số tăng cao, kết cục tất yếu là những điểm khủng hoảng khi mà sự phát triển sẽ sụp đổ chóng vánh, hoặc kinh khủng hơn là sụp đổ nền văn minh. Tương tự, các hành tinh sẽ đạt tới khủng hoảng này một khi nền văn minh của nó có thể được miêu tả như một thành phố toàn cầu. Những nền văn minh tiệm cận mức sụp đổ này thực ra rất dễ để quan sát được với trình độ của con người hiện tại, khi chúng sẽ tiêu hao một lượng năng lượng vô cùng lớn theo cách cực kỳ bất ổn định. Điều này tiếp tục đặt ra một nghi vấn là nhiều phát hiện đầu tiên về các dạng sống ngoài hành tinh của nhân loại, nếu có, sẽ thuộc về các loài thông minh nhưng chưa khôn ngoan do chưa chọn con đường bền vững. Để đảo ngược số phận u ám này, theo các nhà khoa học, con người hay bất cứ nền văn minh nào cần chuyển hướng từ tăng trưởng bằng mọi giá sang một mô hình phát triển bền vững, công bằng, hài hòa với môi trường. Một con đường như vậy sẽ được gọi là sự thức tỉnh về cân bằng nội môi. Tất nhiên, cái giá phải trả là việc hạn chế liên hệ hay du hành với các nền văn minh khác ở rất xa. Nhiều nghi vấn đặt ra cho sự cô độc của chúng ta, như vô số thách thức của du hành xuyên thiên hà, hay đúng người, sai thời điểm. Người ngoài hành tinh đã viếng thăm chúng ta quá sớm, hoặc họ sẽ tới trong tương lai xa. Một giả thuyết khác cho rằng có thể mất tới 400.000 năm để tín hiệu từ một giống loài thông minh đến được một giống loài khác. Đối với lịch sử khai phá không gian của nhân loại, con số đó là quá dài và có lẽ chúng ta cần kiên nhẫn hơn. Từ lâu, các nhà khoa học đã có những ý tưởng gửi thông điệp vào trong vũ trụ với hy vọng ở nơi xa xôi nào đó sẽ có một nền văn minh đủ tiến bộ biết đến sự hiện diện của con người trên trái đất. Cho đến nay, có rất nhiều các thông điệp mà con người đã gửi vào vũ trụ. Một số các thông điệp đang trên đường đến đích, một số khác lại lang thang vô định trong vũ trụ. Một thông điệp được gọi là Beacon in the Galaxy sẽ được các nhà khoa học gửi tới trung tâm của dải ngân hà. Thông điệp này bao gồm các nguyên tắc giao tiếp, khái niệm toán học và vật lý, thậm chí là cả các thành phần cấu tạo DNA. Các nhà khoa học cũng mã hóa tọa độ để người ngoài hành tinh có thể xác định chính xác
vị trí của trái đất trong vũ trụ. Để phát thông điệp này, các nhà khoa học sử dụng mạng lưới kính viễn vọng Allen của Viện SETI ở California và kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500m ở Trung Quốc nhằm đảm bảo rằng thông điệp đến được với người ngoài hành tinh. Các nhà vật lý thiên văn sẽ phát nó tới một cụm sao dày đặc gần trung tâm của dải ngân hà, bởi họ tin rằng nó là vị trí hứa hẹn nhất có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học phát đi một thông điệp mã hóa gửi tới người ngoài hành tinh. Năm 1974, các nhà thiên văn gửi một thông điệp tương tự Beacon in the Galaxy bằng cách sử dụng đài quan sát Arecibo đặt tại Puerto Rico. Thời điểm đó, thông điệp hướng tới một cụm sao trong thiên hà của chúng ta, cách trái đất khoảng 25.000 năm ánh sáng. Kết quả, sau nhiều lần phát tín hiệu đến vũ trụ, các đài quan sát trên trái đất đã nhận lại được những tín hiệu dường như thuộc về một thứ gì đó mới mẻ, chưa được ghi nhận trong lịch sử thiên văn học vô tuyến. Điều đó làm dấy lên sự nghi ngờ, người ngoài hành tinh đã biết đến trái đất và đang lén lút quan sát chúng ta. Khi nền văn minh nhân loại bắt đầu phát triển trên trái đất cách đây 5.000 năm, 1.715 hệ sao trong phạm vi 326 năm ánh sáng từ trái đất có thể nhìn thấy hành tinh của chúng ta vào thời điểm đó. Trong 5.000 năm tới, sẽ có thêm 319 hệ sao có thể nhìn thấy trái đất. Nếu tồn tại sự sống trên những ngoại hành tinh quay quanh những ngôi sao này, họ có thể quan sát thấy trái đất khi hành tinh của chúng ta đi qua trước mặt trời. Việc quan sát sự đi qua của một hành tinh trước ngôi sao chủ của nó được gọi là quá cảnh thiên thể. Đây là một trong những phương pháp chính mà các nhà thiên văn học sử dụng để phát hiện các ngoại hành tinh qua việc sử dụng những kính thiên văn đặt trong không gian và trên mặt đất. Đây cũng là cách mà các sinh vật trên những hành tinh khác, nếu chúng tồn tại, có thể quan sát được trái đất. Chúng ta đã gửi đi những tín hiệu tiết lộ về dạng sống thông minh trên trái đất dưới hình thức sóng radio. Sự tồn tại của 75 ngôi sao trong phạm vi 100 năm ánh sáng từ trái đất đồng nghĩa với việc chúng ở khoảng cách đủ gần để nhận được những tín hiệu này. Các vì sao không tĩnh tại, chúng di chuyển cũng giống như mặt trời của chúng ta quay quanh trung tâm thiên hà. Các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Gaia của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, một tài liệu về các thiên thể gần chúng ta nằm trong khoảng cách 300 năm ánh sáng so với mặt trời. Họ muốn biết khi các ngôi sao đi qua khu vực quá cảnh trái đất, chúng sẽ ở khu vực này bao lâu và khi nào thì rời đi. Các nhà khoa học đã xác định được 2.034 hệ sao đi qua khu vực này trong 10.000 năm qua. Trong những hệ sao ở đúng khoảng cách và trong vị trí thuận lợi để quan sát trái đất, tính cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai, các nhà khoa học đã tìm ra 7 hệ sao chứa các ngoại hành tinh. Nếu sự sống tồn tại trên các ngoại hành tinh này và các sinh vật đó có khả năng phát hiện ra các hành tinh khác theo cách mà các nhà thiên văn học đang làm trên trái đất hiện nay, họ có thể phát hiện ra sự sống trên trái đất. Khi một hành tinh đi qua ngay trước ngôi sao của nó, bầu khí quyển trên hành tinh chính là đèn nền. Bầu khí quyển của trái đất sẽ tiết lộ nó có các dấu hiệu hóa học của sự sống. Các nhà khoa học đã xác định hệ sao Ross 128, hệ sao gần thứ hai, chứa một hành tinh có kích cỡ giống trái đất, quay quanh một sao lùn cách đây 11 năm ánh sáng. Có lẽ sẽ thấy trái đất đi qua mặt trời trong 2.158 năm. Thế giới này có thể đã quan sát được trái đất bắt đầu từ cách đây 3.000 năm, nhưng đã ra khỏi khu vực quan sát cách đây 900 năm. Một câu hỏi thú vị được đặt ra, liệu có bất kỳ ai trên hành tinh đó kết luận rằng đã có sự sống thông minh trên trái đất cách đây 900 năm hay không? Trong 1.642 năm nữa, hệ sao Chappis-1 chứa 7 hành tinh có kích cỡ bằng với trái đất, trong đó có 4 hành tinh có khả năng có sự sống, sẽ nằm trong khu vực quá cảnh trái đất. Những hành tinh này có thể nhìn thấy trái đất trong 2.371 năm. Cách đây 100 năm, chúng ta đã tạo ra sóng radio, cũng giống như các phương tiện, ánh sáng cần thời gian để di chuyển. Vì thế, sóng radio do con người tạo ra mới chỉ đang trong hành trình di chuyển trong quãng đường 100 năm ánh sáng từ trái đất. Có khoảng 75 ngôi sao đã và đang quan sát được trái đất quá cảnh mặt trời.
trong đó có những ngôi sao nhận được tín hiệu sóng radio từ chúng ta. Nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa nhận được tín hiệu phản hồi? Có nhiều lý do cho việc này. 100 năm chỉ là một thời gian ngắn ngủi so với quy mô thời gian trong thiên văn học. Và chúng ta ngày càng ít phụ thuộc vào sóng radio khi phát triển các công nghệ khác. Cũng có thể họ đã gửi đi những thông điệp bằng những công nghệ tương lai và hiện chúng ta chưa thể tìm ra. Các bạn thân mến, viễn cảnh về những nền văn minh có trí tuệ du hành khắp nơi trong không gian vũ trụ luôn khiến tâm trí chúng ta phấn khích. Rất nhiều nhà khoa học tin rằng trong dải ngân hà rộng lớn tồn tại một sự sống giống hành tinh của chúng ta. Xuyên suốt tiến trình lịch sử, rất nhiều lần các quốc gia trên thế giới đã hé lộ thông tin nghiên cứu được cho là có liên quan đến người ngoài hành tinh. Thời gian gần đây, một phát hiện gây chấn động được tiết lộ. Có phi thuyền của người ngoài hành tinh đang giám sát trái đất. Xuất hiện hình ảnh trong đoạn video đang lan truyền các trang mạng về vật thể lạ, giống phi thuyền khổng lồ của người ngoài hành tinh được phát hiện gần trạm vũ trụ quốc tế. Có một vật thể rất lớn, trông giống phi thuyền mẹ xuất hiện ở không gian. Ban đầu trông nó giống như một dải ánh sáng màu cam. Nhưng sau đó, hình ảnh giống như một phi thuyền dần lộ rõ. Những hình ảnh được Blake và Brent Cousins, những người nổi tiếng trong cộng đồng nghiên cứu UFO với kênh YouTube Third Face of Man, phát hiện trong đoạn video được cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA phát trực tiếp từ trong không gian. Đoạn video đã được đăng tải lên YouTube vừa qua. Blake và Brent Cousins cho biết đã nhờ một chuyên gia UFO để xác định vật thể bí ẩn này. Họ cho biết, ban đầu tôi không biết chính xác đang thấy thứ gì. Ngay từ đầu, tôi đã thấy những chấm sáng màu cam xung quanh và nó gần như lộ diện toàn bộ, giống như một phi thuyền mẹ khổng lồ. Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng đó là một phi thuyền mẹ và NASA đã nói dối kể từ lần đầu họ chạm trán UFO, người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, không ít ý kiến trái chiều khác cho rằng đó có thể chỉ là một cơn bão ở tầng bình lưu mà thôi. Từ trước đến nay, có rất nhiều báo cáo về việc nhìn thấy vật thể bay không xác định UFO của người ngoài hành tinh cả ngày lẫn đêm. Hoàng đế La Mã vào những năm trước công nguyên khẳng định rằng ông đã chứng kiến một quả cầu bay lơ lửng, phát sáng chói lóa trên bầu trời. Một lúc sau, quả cầu trên tách thành nhiều mảnh nhỏ rồi biến mất vào không gian. Đây là một trong những trường hợp nổi tiếng nhất về việc nhìn thấy UFO của người ngoài hành tinh. Các chuyên gia nhận định rằng con người có thể sống trên mây của sao Kim bằng cách xây dựng những thành phố bay ở độ cao 50 km. Khi ở độ cao 50 km so với bề mặt sao Kim, áp suất giảm xuống đúng bằng mức áp suất khí quyển trên bề mặt trái đất. Nhiệt độ giảm xuống 70 độ C. Từ đó, một số người tin rằng người ngoài hành tinh hoàn toàn có khả năng sinh sống ở hành tinh khác ngoài trái đất. Thậm chí còn có giả thuyết cho rằng thực ra người ngoài hành tinh không phải là sinh vật người. Chúng là những con robot bất tử với tuổi thọ vài tỷ năm. Y học hiện đại đang có những phát kiến nhằm thay thế những bộ phận bị hỏng, bị lão hóa của cơ thể bằng các loại máy móc cho phép chúng ta sử dụng được lâu hơn như chân giả, những quả tim máy nằm ngoài lồng ngực. Nếu cơ thể hợp nhất với máy móc, nó có thể tồn tại qua hàng tỷ năm, cho phép những sinh vật vũ trụ này du hành qua những dãy thiên hà xa xôi và đến gặp được chúng ta ở trái đất. Việc người ngoài hành tinh du hành đến trái đất được cho là đã diễn ra từ rất lâu, trước khi chúng ta có thể phóng tàu thăm dò vũ trụ. Để có thể du hành được như vậy, chí ít khoa học công nghệ của họ phải rất cao. Vậy, từ quan điểm xác suất thuần túy, nền công nghệ của họ tiên tiến hơn chúng ta là rất lớn. Do đó, khả năng cao những người ngoài hành tinh chúng ta sẽ là robot cực kỳ cao. Nếu những sinh vật như vậy có ý đồ thù địch với trái đất, chuyện gì sẽ xảy ra với loài người? Một nghiên cứu được công bố trực tuyến trên trang ASIP khẳng định trong dải ngân hà có ít nhất 4 thế giới nơi người ngoài hành tinh có khả năng xâm lăng địa cầu. Nghiên cứu này dẫn đầu bởi nhà thiên văn Alberto Caballero từ trường đại học Vigo, Tây Ban Nha. Họ đã đối chiếu các dữ liệu về lịch sử loài người, lịch sử hình thành trái đất và hệ mặt trời. Các bộ dữ liệu cho thấy tần suất các hành tinh sống được và có khả năng phát triển nền văn minh tiên tiến và ngay cả mô hình chiến tranh của người trái đất. Từ lâu các nhà khoa học đã nghi ngờ chúng ta không cô đơn trong vũ trụ.
khi các phương tiện quan sát thiên văn hiện đại cho thấy trái đất hay hệ mặt trời chưa hẳn là nơi dễ sống nhất trong vũ trụ. Tuy nhiên, hạn chế về công nghệ chưa cho phép con người tiếp cận các hành tinh ngoài hệ mặt trời, chưa thể quan sát trực tiếp bề mặt các hành tinh được nghi có sự sống hay liên lạc với người ngoài hành tinh. Theo tính toán của Alberto Caballero, có tổng cộng 15.785 nền văn minh đang cùng chia sẻ dải ngân hà với loài người. Thế nhưng, xác suất chiến tranh liên hành tinh là thấp vì không phải ai cũng hướng đến chiến tranh. Chưa kể, số hành tinh có trình độ tầm chúng ta trở xuống khá nhiều, tức là không có khả năng du hành vũ trụ. Do đó, số lượng hàng xóm thù địch chỉ là 4,42. Ông cũng cho rằng, với tốc độ phát triển của nền văn minh loài người, phải mất vài trăm năm nữa, chúng ta mới có khả năng kết nối được với một tộc người ngoài hành tinh, điều mà giới thiên văn khắp thế giới luôn ao ước. Nghiên cứu cũng khẳng định, nguy cơ trái đất bị hủy diệt bởi một tiểu hành tinh vẫn cao hơn 100 lần so với nguy cơ từ những người ngoài hành tinh thù địch.